Lối sống đối nghịch của anh em ruột Hoài Linh, Dương Triệu Vũ, người giản dị như nông dân, kẻ sang chảnh hiếm ai bằng. Cùng sinh ra lớn lên trong một gia đình, nhưng khi trưởng thành, Hoài Linh và Dương Triệu Vũ lại chọn cách sống hoàn toàn khác nhau. Hoài Linh, Dương Triệu Vũ là hai anh em ruột, sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng cả hai lại có niềm đam mê với nghệ thuật. Trong khi Hoài Linh là danh hài nổi tiếng, Dương Triệu Vũ là theo đuổi con đường ca hát. Hiện tại, họ đều là những ngôi sao có tên tuổi và được nhiều khán giả yêu thích. Dù đi chung con đường nghệ thuật và đều thành danh, thế nhưng hai anh em họ Võ lại có cách sống hoàn toàn trái ngược. Trong khi Hoài Linh giản dị như một lão nông dân, thì hình ảnh của Dương Triệu Vũ thường đi liền với sự hào nhoáng sang chảnh. Danh hài Hoài Linh thích sống đơn giản. Hoài Linh là nghệ sĩ đa tài nổi tiếng trong làng giải trí Việt hiện nay. Danh hài họ Võ phụ sống từ sự kiện đến các game show truyền hình. Mức thù lao để Hoài Linh xuất hiện trong mỗi sự kiện hay chương trình được tiết lộ là cao nhất trong giới sao hài hiện nay, với bình quân là trên 200 triệu đồng một sự kiện. Ngoài ra, danh tiếng thâm niên cũng giúp Hoài Linh nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và lịch chạy show dày đặc. Tài năng, thành công và nổi tiếng, nhưng Hoài Linh lại kín đáo về đời tư. Đây là điều trái ngược với đa số ngôi sao hiện nay. Trong khi nhiều ngôi sao mượn đời tư đánh bóng tên tuổi thì nam danh hài ít nhắc tới gia đình, dù từng lấy vợ và có con. Mãi sau này, người con trai ruột mới được Hoài Linh nhắc đến, tên là Võ Lê Thành Vinh. Tôi là một người cha vô cùng khó tính nhưng không ép uổng con cái, chỉ muốn con làm gì cũng phải biết phấn đấu, phải có cái tâm, Hoài Linh nói về cách làm cha của mình. Không chỉ kín đáo về đời tư, Hoài Linh cũng yêu thích sự giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Dù kiếm tiền tỷ, song nghệ sĩ hài vẫn mê bữa ăn đơn giản với cơm trắng, rau muống luộc và cá khô thay vì sơn hào hải vị. Trong hậu trường sân khấu, nghệ sĩ quyền lực bậc nhất làng giải trí Việt cũng không ngại ăn cơm hộp đạm bạc hay mì gói. Dù có khối tài sản kích xù nhưng Hoài Linh lại nói không với việc khoe nhà lầu, xe hơi và hàng hiệu. Nam danh hài xây nhà thờ tổ nghiệp hàng trăm tỷ nhưng thích đi tông, đội mũ lưỡi trai và diện áo phông bình dân. Hình ảnh quá đổi một mạc của ngôi sao hàng đầu khiến fan vừa ngưỡng mộ lại vừa thương xót. Những bữa ăn đạm bạc của Hoài Linh dù kiếm ra tiền tỷ. Nói về cách sống giản dị của mình, Hoài Linh cho biết: "Tôi toàn phải lết dưới đất hoặc ngồi chồm hổm như ông bà mình hay nói là kiểu ngồi lục mới ăn ngon được. Tôi cũng ít khi đi ăn cưới, nhưng mỗi lần đi thì thèo tháo giày ra, ngồi xếp chân lên ghế, lấy khăn ăn trải lên trên để mọi người không nhìn thấy." Chia sẻ về cuộc sống của anh trai, ca sĩ Dương Triệu Vũ cho hay, ngoài đời anh ấy khoái ăn những thứ mà mình không cho là đồ ăn, không có chất như cá khô. Anh ấy thích ăn cơm và cá khô hoặc mắm, những món ăn khô khan và bình dân vậy đó. Đặc biệt những món bổ dưỡng anh lại không ăn. Người ta tặng anh yến, bào ngư, vi cá, nhưng anh không ăn, chỉ ăn cá khô. Ngoài ra anh đặc biệt thích đi câu cá. Đối nghịch anh trai, Dương Triệu Vũ sống rất chỉnh chu, sang chảnh. Dương Triệu Vũ là em trai của Hoài Linh. Dù không phải tên tuổi quá hot, nhưng nhờ mối quan hệ với Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hân, Dương Triệu Vũ được chú ý hơn nhiều. Thu nhập của em trai Hoài Linh đến từ việc ngồi ghế nóng game show, chạy show nhạc và quay quảng cáo. Nhờ mức thù lao từ nghệ thuật, Dương Triệu Vũ thoải mái nuông chiều những sở thích bản thân. Trái ngược với cuộc sống giản dị anh trai, Dương Triệu Vũ dành phần lớn thời gian tận hưởng cuộc sống thượng lưu. Không chỉ mua nhà, sắm xế sang và xài hàng hiệu, em trai Hoài Linh cũng chăm chỉ đi du lịch rất nhiều nước trên thế giới. Hình ảnh về cuộc sống sang chảnh khác xa với anh trai Hoài Linh thường xuyên được nam ca sĩ cập nhật. Trong khi anh trai ăn cá khô rau muống, Dương Triệu Vũ lại khoe cuộc sống vương giả với sơn hào hải vị. Dương Triệu Vũ bên xế sang. Nam ca sĩ đeo đồng hồ của một thương hiệu nổi tiếng được làm từ vàng trắng 18 carat với phần mặt và dây gắn kim cương có giá trị khoảng 180.000 đô, tương đương gần 4 tỷ đồng. Tủ đồ hiệu xa xỉ hay những chuyến du lịch xa hoa. Con trai hot boy nhà nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đổ vào trường điện ảnh danh giá của Mỹ. Khôi Nguyên, con trai nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, đã đạt được thành tích cao khi đổ vào trường điện ảnh top 5 Hoa Kỳ, khiến cô vỡ òa hạnh phúc. Sau thời gian du học, Khôi Nguyên đem về niềm tự hào cho mẹ khi đổ vào trường điện ảnh top 5 Hoa Kỳ, khiến nghệ sĩ nhân Hồng Vân vỡ òa hạnh phúc. Con trai của nghệ sĩ nhân Hồng Vân, Khôi Nguyên, là con trai riêng của cô với người chồng đầu. Từ nhỏ, cậu bé đã sang Mỹ du học với chị gái xí ngầu. Không chỉ sở hữu năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm, Khôi Nguyên còn lộ rõ khả năng hát, diễn hài chuyên nghiệp. Khi còn nhỏ, cậu và các bạn đã thành lập nhóm nhạc để biểu diễn trong những sự kiện của trường. Lớn hơn một chút, Jeffy thực hiện các clip cover và tạo được sự chú ý của cộng đồng mạng. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vỡ òa thông báo tin có người nối nghiệp khi con trai đổ vào trường điện ảnh, một trong năm ngôi trường danh giá của nước Mỹ. Vỡ òa với niềm vui với thằng con trai của ba mẹ, hi hi. Vậy là ba con đã có hậu duệ rồi, không bỏ công nhận góp nhặt tích lũy con hả? Chúc mừng cha con mấy người nha nha, ganh tị với ông Tuấn Anh quá nè, nữ danh hài ganh tị với chồng. Được biết, thành tích xuất sắc của con trai nghệ sĩ Dương Hồng Vân
cũng đã được đăng tải trên page của trung tâm nơi Khoa Nguyên là đạo diễn trẻ ở đây. Trung tâm chúc mừng. Chúc mừng đến với đạo diễn trẻ của trung tâm Đậu Thanh Khoa Nguyên. Tỷ lệ nhận vào trường là 10% trên tổng số sinh viên ngành điện ảnh của toàn nước Mỹ vừa được nhận vào trường điện ảnh top 5 của Hoa Kỳ. Vẫn tiến và luôn thành công nhé. Lời chúc mừng trên bay của trung tâm Đỗ Thanh. Chapman University là một trong hai trường đại học lớn nhất của California và là trường tư về điện ảnh lớn nhất bang California. Trường học được công nhận là một trong 10 trường điện ảnh hàng đầu thế giới. Con trai nghệ sĩ Dương Hồng Vân sinh năm 1997, cao 1m80, sở hữu ngoại hình điển trai. Cách đây không lâu, Khôi Nguyên từng về nước cùng mẹ tham gia một cuộc thi hát dành cho gia đình nghệ sĩ và đoạt giải quán quân. Khán giả hy vọng trong tương lai, con trai nghệ sĩ Dương Hồng Vân sẽ có những sản phẩm chất lượng để phục vụ khán giả. Trấn Thành, có nhiều người ế vì người ta cứ nghĩ rằng họ quá hoàn hảo. Cuộc đời nên ngu nhiều lần để khôn đúng một lần cuối cùng, Trấn Thành chia sẻ. Vừa qua, thay vì phát sóng tập mới, trên kênh riêng của chương trình Người Ấy Là Ai lại tổng hợp một clip dài, ghi lại những cảnh quay thú vị, xen kẽ một số cảnh chưa từng lên sóng suốt từ đầu mùa 2 tới giờ. Trấn Thành, cuộc đời nên ngu nhiều lần. Có thể thấy, từ đầu mùa 2 tới giờ, Trấn Thành với cương vị chủ trì luôn nói rất nhiều và đưa ra nhiều lời khuyên, triết lý cho các nhân vật. Trong một tập chơi, thấy nhân vật chính hoang mang về việc tìm kiếm tình yêu, Trấn Thành chia sẻ. Trong tình yêu, ngoài tình cảm, phụ nữ còn cần có chữ nể nữa. Phải nể đàn ông thì mới yêu đàn ông được. Nếu không còn nể nhau nữa thì sẽ không còn quay trở lại được như ban đầu. Cả thế giới đều nói với nhau là phải cân bằng sau một mối tình thất bại nhưng lại ngu cho lần yêu kế tiếp. Khi các chị chưa gặp được người yêu đúng nghĩa kế tiếp mà đi gặp cái thứ nằm trong gu của các chị, thì các chị lại yêu dại khờ một lần nữa thôi, tôi cam đoan như vậy và chắc chắn đúng như vậy. Cuộc đời nên ngu nhiều lần để không đúng một lần cuối cùng. Mình còn chưa yêu mình thì mình yêu ai? Cần phải yêu chính mình, tự mình làm mình đẹp hơn, chăm sóc bản thân mình. Có như vậy mới có sức hấp dẫn để người khác còn yêu mình. Tiếp đó, khi thấy nhân vật chính đang băn khoăn không dám chọn một chàng trai cô thích vì anh ta quá hoàn hảo, Trấn Thành nói: có nhiều người ế vì người ta cứ nghĩ rằng họ quá hoàn hảo. Nhiều khi người ta cũng muốn kiếm người yêu gần chết, nhưng mọi người thấy họ kêu nên không dám bò gần vào. Vấn đề là gu thôi, nếu đã thích rồi thì tại sao lại không? Sau khi nghe một anh chàng đồng tính kể về chuyện bị người yêu và bạn thân phản bội, Trấn Thành ngậm ngùi đưa ra lời khuyên. Qua câu chuyện của bạn này, chúng ta rút ra một bài học rằng chúng ta có thể gửi con, gửi xe, gửi chìa khóa, thậm chí gửi quà cho bạn cũng được, nhưng đừng gửi người yêu. May mắn khi mình là con của bố mẹ mình, và may mắn hơn nữa khi bố mẹ mình thật sự hiểu mình, chấp nhận mình là ai, dù mình là gì đi chăng nữa. Đặc biệt khi bị tóc tiên chê bụng mỡ và đem ra so sánh với David Beckham, Trấn Thành đã nói: làm bố thường có bụng bia, còn bụng như tôi là bụng do tuổi tác. Đừng so tôi với David Beckham, người ta chạy cả cuộc đời lăn lộn trên sân cỏ, còn tôi chỉ lăn lộn trên sân khấu thôi. Nếu còn đẹp trai chỉnh chu tức là còn độc thân, còn mấy cái thứ lấy vợ như tôi mới mập mới xấu. Mạc Văn Khoa câu có Trấn Thành, sao anh lại cười một cách suồng sã như vậy? Trong các khách mời của chương trình mùa này, gây cười nhiều nhất có lẽ là Mạc Văn Khoa. Anh chàng cũng luôn bị mọi người chăm chọc vì ngoại hình của mình. Cụ thể, trong một tập chơi, Mạc Văn Khoa mạnh dạn so sánh mình với một anh chàng Việt kiều điển trai. Với tư cách là một người con chơi với bố, tôi nghĩ rằng vẻ ngoài có gia đình chỉ là do bạn cố tạo ra thôi. Tôi hy vọng bạn là người độc thân vì sống bên Mỹ sẽ cần nhiều thời gian để lo cho cuộc sống cá nhân, chứ khó mà lập gia đình được. Bạn cũng giống tôi, cũng có nét của người đàn ông có gia đình, nhưng vẫn là người đàn ông thành đạt mạnh mẽ, làm gì cũng không giấu được nét đàn ông của mình. Trấn Thành nghe vậy liền nhắc, lại sản đậu rồi. Mặc kệ Trấn Thành, Mạc Văn Khoa tiếp tục quay ra khuyên nhủ nhân vật. Thật sự yêu một người đẹp rất khổ, bạn gái tôi đang rất sướng vì yêu một người xấu như tôi. Như bạn vừa chia sẻ, bạn yêu một người đàn ông đẹp trai. Rồi anh ta qua Mỹ bị cám dỗ, tôi đây, có ai cám dỗ tôi đâu. Trấn Thành nghe tới đây không chịu nổi liền phụt cười vào mic. Mạc Văn Khoa thấy vậy quay lại nhăn mặt nhắc, sao anh lại cười một cách suồng sã như vậy, em đang chia sẻ cơ mà. Trấn Thành phải vội thanh minh, không, là do anh ăn cái gì khó tiêu nên đầy bụng bị ở lên cổ, anh đồng cảm với em lắm. Sang Mỹ sống cùng vợ con, Hoàng Anh chỉ biết đi ra đi vào, thấy bức rứt ngứa ngáy như nghiện. Cuộc sống đời thường của diễn viên Hoàng Anh bên Mỹ khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Thời gian qua, diễn viên Hoàng Anh khiến công chúng tiếc nuối khi công bố giải nghệ, quyết định cùng vợ Việt Kiều và con sang Mỹ định cư. Cuộc sống bên Mỹ của diễn viên gạo nếp gạo tẻ khiến dân mạng hoàn toàn bất ngờ.
Thông qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Hoàng Anh đang có cuộc sống hết sức bình dị, an nhiên. Gia đình nam diễn viên Hoàng Anh đặt chân sang Đức Mỹ được 2 tuần, nhưng Hoàng Anh vẫn không vội tìm việc mà dành thời gian bên vợ và chăm con gái. Sau khi đi làm về, chỉ cần nhìn thấy những hình ảnh này cũng làm lòng mình thêm ấm lại. Yêu ba ba và Nu, vợ Hoàng Anh chia sẻ. Mới đây trên trang cá nhân, Hoàng Anh chia sẻ dòng cảm xúc. Người cứ bước rất bần thần đi ra đi vào, ngáp lên ngáp xuống, ngứa ngáy mình mẩy, gãi gãi khắp người y như con nghiện. Thiếu thứ gì đó ăn sâu trong người, khó có thể vứt bỏ. Nhớ máy quay phim, lâu không thấy nó không thấy mình. Nói về quyết định từ bỏ nghệ thuật để sang Mỹ, Hoàng Anh cho biết: anh tốn 2 tháng để cân nhắc. Từ khi kết hôn với bà xã, tôi đã quyết định phải định cư nước ngoài vì không thể bỏ vợ con một thân một mình bên đó. Hồi Tết vừa qua, khi vợ tôi bế con về ăn Tết, cũng đã khuyên tôi nên sang cùng cô ấy và con. Nhưng tôi khá phân vân vì còn mê nghề quá. Tôi nói để tôi suy nghĩ. Hỏi tôi có buồn không khi xa Việt Nam, xa đam mê của mình. Tôi bảo đảm là buồn. Tuy nhiên tôi lại không tiếc ở thời điểm 5 năm trước, khi phim truyền hình vẫn đang thịnh hành, đang đắt show mà tôi bỏ nghề ra đi, tôi mới là người có lỗi. Còn hiện tại phim truyền hình không như xưa, diễn viên không mấy đứt sống. Tôi chỉ biết đóng phim, nhưng đồng lương diễn viên sống không nổi, tôi tiếc cho nền phim ảnh nước nhà. Tôi đi khi vẫn còn nhiều người nhớ đến, khoảng vài năm tôi lại về. Nếu có phim hợp tôi nhận, khán giả lại nhớ ra tôi chính là Hoàng Anh từng đóng phim này phim kia, thế cũng là vui. Những dòng cảm xúc của Hoàng Anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi nuối tiếc cho sự nghiệp của nam diễn viên. Nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, khán giả để lại bình luận động viên Hoàng Anh: mọi người vẫn chờ em.